Giáo hội Phật giáo Việt Nam tham dự hội thảo quốc tế về di sản Phật giáo Gandhara của Pakistan, diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 7 năm 2023 tại thủ đô Islamabad. Hội thảo có chủ đề Ngoại giao văn hóa, phục hồi nền văn minh Gandhara và di sản Phật giáo ở Pakistan. Hội thảo có sự tham dự của Tổng thống Pakistan, gần 150 đại biểu của 31 quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm các chức sắc Phật giáo và các tôn giáo Pakistan, các học giả, nhà nghiên cứu, nhà ngoại giao các nước tại Pakistan. Đại diện Phật giáo Việt Nam, Thượng tọa Thích Đức Thiện, đại biểu Quốc hội khóa 15, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội đồng trị sự, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng đoàn, cùng thầy Thích Trúc Thái Minh, Phó Trưởng ban Phật giáo Quốc tế, Phó Trưởng ban Thông tin và Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và chư tăng tham dự hội thảo này. Tại đây, đoàn đại biểu đã bày tỏ sự tán thành với việc phục hồi và bảo tồn di sản Gandhara. Chính phủ Pakistan lần này tổ chức hội thảo về khôi phục, phục hồi cái nền văn minh Gandhara. Mà nền văn minh Gandhara thì chúng ta biết là đậm nét của văn minh Phật giáo, và đặc biệt là nền nghệ thuật Phật giáo Gandhara là một nền nghệ thuật Phật giáo rất đặc biệt. Thì chúng ta có thể thấy rằng với cái sự nỗ lực của chính phủ Pakistan trong việc bảo tồn và phát huy cái giá trị của cái nền nghệ thuật Phật giáo Gandhara, cho chúng ta có cơ hội để chúng ta tiếp xúc được với những pho tượng Phật cổ nhất ở trên thế giới từ những thế kỷ đầu công nguyên, và tiếp xúc được với những ngôi chùa, ngôi tháp từ những thế kỷ trước công nguyên. Những ngôi tháp có thể nói rằng được xây dựng từ thời kỳ Hoàng đế Ashoka, vua A Dục đã đến đây. Và những ngôi tháp được xác định niên đại là được xây dựng sau 100 năm ngày Đức Phật nhập Niết Bàn. Có thể nói rằng đấy là một trong những cái di sản Phật giáo vô giá của chúng ta. Và cái mục đích mà chính phủ Pakistan tổ chức cái hội thảo lần này là mong muốn thông qua di tích Phật giáo để tăng cường cái tình hữu nghị, phát huy cái giá trị của lòng từ bi, của sự sẻ chia, của sự hiểu biết lẫn nhau và chung sống vì hòa bình trong cái xã hội ngày nay, để mà tất cả các tôn giáo hòa đồng với nhau cùng chung sống hòa bình, chúng ta đem lại cái hạnh phúc an lạc và hòa bình cho nhân loại. Tôi nghĩ rằng tất cả những gì liên quan đến Đức Phật, đến giáo lý của Đức Phật thì đều là vô giá. Mặc dù có thể Đức Phật chưa đặt chân đến nơi đây, thế nhưng mà sau này các vị đại sư, các vị thánh tăng đến đây và truyền bá Phật giáo ở đây, các cái di sản văn hóa được lập lên ở tại nơi đây, thế thì tôi thấy rằng cái việc mà giữ gìn những di sản này là việc rất là quý. Mặc dù trên đất nước của Pakistan thì đa phần dân số là theo Hồi giáo, thế nhưng bây giờ chính phủ Pakistan đã có ý thức về việc phát huy giá trị của các di sản này, thì tôi thấy làm điều rất là quý, đặc biệt là đối với những người là đệ tử Phật như là chúng tôi. Và chúng tôi cũng rất là ủng hộ, tán thành cái việc chính phủ Pakistan quảng bá hình ảnh và các cái di sản văn hóa Gandhara này. Và chúng tôi nghĩ rằng không những là chúng tôi mà tất cả những người đệ tử Phật trên khắp thế giới đều nên ủng hộ cái chương trình này. Đó, và việc này là cái việc rất là tốt đẹp. Với tư cách là một người đệ tử Phật thì chúng tôi rất mong muốn là chính phủ Pakistan sẽ giữ gìn và phát huy cái di sản này và quảng bá rộng rãi, và để cho trước hết là các tín đồ Phật giáo khắp trên thế giới biết và có duyên để đến thăm các cái di sản này, cùng có thể là ủng hộ chung tay với Pakistan để phát huy giá trị của di sản này hơn nữa. Nhân dịp này, Đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có các buổi tiếp xúc song phương Bộ trưởng, Quốc vụ Khanh, đặc phái viên của Thủ tướng Pakistan về phát triển di sản Gandhara, Tiến sĩ Ramesh Kumar Vanwani và Thượng nghị sĩ Tanha Mahmood, Bộ trưởng Liên bang về các vấn đề tôn giáo và hòa hợp niềm tin Pakistan. Hội thảo quốc tế về di sản Phật giáo Gandhara của Pakistan đã kết thúc tốt đẹp. Mong rằng những di tích Phật giáo cổ đại không chỉ ở Pakistan mà ở nhiều nơi trên thế giới cũng sẽ được khôi phục và bảo tồn, để tinh thần từ bi và trí tuệ của Phật giáo được lan tỏa, thế giới cùng sống an lạc và hòa bình.